Hello cả nhà, hôm nay Ngân sẽ chỉ cho mọi người cái cách làm đẹp ban đêm của Ngân để sáng mai mình thức dậy phấn rất là đẹp nha. Là hiện tại là mặt của Ngân là đang là mặt mộc, Ngân vừa mới tẩy trang và rồi xù rửa mặt xong. Bây giờ bước tiếp theo thì Ngân sẽ thoa kem dưỡng da. Thường thì kem dưỡng da của Ngân là nó giống như là một cái dưỡng ẩm dưỡng ẩm cho da thôi chứ nó sẽ không có làm trắng da đồ gì hết tại vì là Ngân không cần da trắng, Ngân chỉ cần da mịn và đẹp và không có mụn thôi. Và khi da của mình mịn và đẹp và không có mụn ấy, thì mình make up lên nó thì nó sẽ đẹp. Còn mình dưỡng da trắng mà nó nó mụn, nó mụn với lại nó nhờn thì mình make up lên nó thì da của mình nó sẽ không có được đẹp và nó sẽ rất là khô và bị bị lộ cái lớp make up. Bây giờ Ngân sẽ tho cái kem dưỡng đây là dạng dưỡng ẩm thôi nha mọi người chứ không có dưỡng trắng gì hết ha mình cần phải dưỡng cho da mặt của mình nó nó không bị thiếu nước không có bị khô và mọi người có biết đó là bước tiếp theo ngân sẽ làm cái gì không bước tiếp theo thì ngân sẽ uh, dưỡng môi uhm, mình còn phải massage mình massage tầm 30 giây để cho kem nó thẩm thấu Ừ. Ừ. Rồi bây giờ bước tiếp theo là Ngân sẽ uh, dưỡng môi bằng son dưỡng uh, Nivea hoặc là Vaseline Đó chính là hai cái loại uh, mà dưỡng môi mà Ngân hay dưỡng nhất ừ. Và cái uh, bước thứ ba là Ngân sẽ uh, dưỡng cái uh, lông mi ha mọi người Mọi người chỉ cần tho một lớp mỏng lên trên cái lông mi thôi dưỡng để cho lông mi nó 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 dài ra đó mọi người lông mi của ngân á, thì nó không có dài lắm nhưng mà ai nhìn vô cũng tưởng là ngân nói mi hết nhưng mà thiệt ra ngân không có nói mi nha và một cái bước làm đẹp cuối cùng đó chính là vòng một nha mọi người vòng một thực sự nó rất là quan trọng mà vòng một to không phải là đẹp nha to nhưng mà cái da ngực đó, nó đẹp đó. thì nhìn vô nó mới hấp dẫn nha mọi người chứ vòng chứ nhiều bạn đó, ngực rất là to nhưng mà nhìn vô cái da nó không có được mịn và nó bị lồi gân và nó bị khô ráp thực sự nhìn vô nó không có hấp dẫn tí nào thì đây chính là cái bí quyết mà Ngân dưỡng da ngực của Ngân nha đây đó đây chính là cái bí quyết mà Ngân dưỡng da ngực của Ngân này. Đây là cái kem massage mà bên Ngân bán luôn Giá là 320 Ngân một ngày mà, Ngân massage 2 đến 3 Một ngày Ngân xa 2 đến 3 lần Sáng Chiều và tối Kem massage Xài rất là sướng luôn á mọi người Thoa lên là thẩm thấu ngay luôn và có một cái mùi thơm rất là dâm luôn á mọi người cái mùi này mà mọi người à, tho lên xong rồi mọi người đi ngủ với người yêu hoặc là chồng á thì sự là vừa ngửi thôi là chỉ muốn chật thôi à mọi người đây đây là kem massage yobo bên ngân nha mọi người muốn có một cái vòng ngực đẹp và hấp dẫn và săn chắc thì mọi người liên hệ cho Ngân để mua cái kem massage Yobu này nha Giá chỉ có 320 thôi và sử dụng được rất là lâu Rồi bây giờ bye bye mọi người nha Mọi người muốn uh, biết thêm về cái kinh nghiệm làm đẹp của Ngân Ngoài ra Ngân còn có sở thích là đi du lịch và ăn uống Nhưng mà khi mà Ngân đi du lịch và ăn uống thì Ngân luôn tìm những cái uh, độc lạ rẻ và vui Cho nên là mọi người uh, nhớ subscribe kênh youtube của Ngân nha